Ngon lắm. Ngon lắm. Mặn quá. Mặn tao buồn á. Nó có gì sao đi. Con mẹ con bà. Ok, cho mình xin vài giây để quảng cáo kênh channel của bạn mình nhé. Kênh channel của bạn mình có tên là giày đánh bài miễn phí này. Giày đánh bài miễn phí là giày làm ảo thuật bài này, các kiểu luôn. Đấy, thì kênh này là giày miễn phí nha anh em. Nên anh em qua ủng hộ anh này bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh để ủng hộ bạn này nhé. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, tên là Fedi. Ok, hello, chào các bạn, tên Linda. Ok, hello, chào các bạn, tên Nghĩ Phi rồi. Ok, chào mừng các bạn đến với channel của Linh Vlog. Hôm nay là làm món cá gì đây? Cá này là chưa biết. Đấy, mình cũng không biết cá này là loại cá gì. Đấy, anh em xem comment giúp mình nhá. Mình không hiểu về cá lắm đâu. Tại vì mình thấy người nhà bên này ấy bán cá nên là mình thấy cũng rất là ngon, mua làm video. Cá này. Cá nó rất là ngon, tuyệt vời luôn. Cá này cá bẹp á. Anh là đem một sản phẩm vào. Cá giống nhiều quá. Đấy, vậy đi. Đây, hôm nay sẽ nướng con cá này siêu cay nhá. Nướng cá siêu cay cho tất cả anh em ăn. Cầm này. Cá này có gai nha anh em, có gai. Cá này biết tên Việt Nam à? Không biết tên Việt Nam. Angola này Raya. Ở Việt Nam chưa biết. Việt Nam em chưa biết. Cá này giống cá diều hâu. Dạ. Bây giờ lên chưa? Rồi, đặt lên và nướng. Bây giờ nướng ở chỗ xưởng đá luôn nha. Vậy con cá này nó bẹp quá. À không sao hết, nướng được. Bây giờ cũng buổi chiều rồi thì nghỉ làm thì tập trung ăn những cái cá mà độc lạ thôi nha anh em. Cá này mình rất là lạ nhá, mình chưa ăn mình ở đây rất là lâu nhưng mà mình chưa ăn bao giờ. Cá này ăn chưa? Ăn rồi anh. Ăn rồi à? Dạ, ăn nhiều lắm. Em ở đây là con đã ăn rồi. Nhưng đây là ăn đây luôn đi, không phải để bán đi. Đây rồi ăn luôn. Ừ, đúng rồi. Ok rồi nha anh em. Cá chín rồi anh em ạ. À. Đấy, vào chiến thôi. Đó, kéo đi, kéo đó. Kéo đó ngoài đi. Đây này. Nó nổ luôn này. Nóng quá nó nổ luôn này anh em này. Đấy. Mình nghe thấy tiếng nổ cái bùm. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Nó nổ luôn này. Nổ đó. Ăn đây, ngồi đi. Cá nó quá ngon luôn anh em ạ. Không biết cá này là cái gì này. Đây, đấy, cá này rất là mềm luôn. Nó dai luôn, ok nhá. Mặn quá. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Phải đi mau rồi. Mình ngồi đây, chích lại cho thời gian về đi, ngồi bên kia. Anh em mời các bạn ăn. Mặn quá. Mặn. Bỏ nhiều muối quá anh em ạ. Anh phải đi bỏ nhiều muối quá. Anh em nhìn chưa? Cá này. Nóng quá. Ngon lắm. Mặn quá. Mặn tao buồn á. Nó có gì sao đi. Con mẹ con bà.
Ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm à? Cá ăn cá nào chuyện không? À, cá ăn cá này ngon mà nhiều muối rồi. Nhiều mặn, à nhiều muối mặn quá. Mặn quá. Mình ăn mình thấy cũng thấy cảm giác mặn anh em ạ. Mặn quá rồi luôn. Mặn quá. Ăn như ăn muối luôn mà. Ngon mà, ngon. Ăn đi. Ngon lắm. Tia ra xa bèo. Lấy mũ ra ăn là đàng hoàng. Cũng ngon mà. Bóc da ra, bóc cái da này ra nè. Đấy, ngon. Cay à? Thắng lần à? Ok. Em Victor đi nói cay quá. Em Victor đi nói cay quá không ăn được. Mà ngồi ăn nấy dữ. Ngon chứ nè. Ngon lắm. Ở đây ăn cái biến đi này, ăn cái biến đi ngon này. Dạ. Này, cá này. Đấy. Cá để lim mà. Đấy, được chưa? Bỏ luôn, bỏ bóng luôn. Bỏ bỏ. Ngon lắm. Cái mồm ăn chép chép. Anh hàng xóm này ăn kẻ hơi nhiều. Ờ. Tuyệt vời ấy. Quá tuyệt vời anh ạ. Cá này thì mình cảm nhận là cá này nó cũng bình thường. Không phải là kiểu cá mà ngon. Nấu kiểu như thế này thì không ngon. Cái này cá này nướng lên không ngon. Cá này mà nấu kiểu canh chua ấy. Đấy, nó mới đúng bài. Cá canh chua. Bỏ lá chua vào nấu kiểu canh. Cá này là nấu kiểu như thế mà. Còn nướng thì nó cũng không ngon lắm. Ngon không? Ngon lắm, ngon. Ngon lắm. Ngon là mặn quá. Mặn quá. Ngon nhưng mà lại mặn à? Ngon mà mặn. Ngon mặn, mặn ngon. Có cay không? Có. Cay luôn. Có nhiều lắm. Cay. Cay nhiều quá. Cá này hơi mặn. Mình thì ăn không ăn được mặn mấy. Người dân châu Phi là ăn mặn gớm lắm. Bây thì ăn lúc bỏ muối. Ăn mặn. Mặn quá. Mặn quá. Ăn gần hết rồi mặn quá. Có cái gì nữa đâu. Ngon là sao ngon. Đấy, anh ngon lắm. Mồm nói mặn nhưng mà tay lại bốc. Tay lại cầm lên liên tục luôn. Họ ăn đi. Ngăn à? Thôi. Cái này mặn quá. Linh phải đi bỏ nhiều muối quá. Đó. Tại sao limon tù? Bỏ ít muối thôi.
Ok nha anh em, thì nói chung là do lỗi kỹ thuật, đó là do anh phải đi đã bỏ rất là nhiều muối, mình bảo là bỏ ít muối thôi, nó bỏ nhiều quá, nhiều quá. Chứ bây giờ là này, cá này không ai ăn, nhưng mà cũng gần hết rồi nha anh em, gần hết rồi có đâu nữa mà ăn, đúng không? Đúng rồi. Ok nha, clip hôm nay thì mình cũng làm để bây giờ cũng muộn rồi nha anh em, 5 giờ chiều rồi mà bây giờ nướng lên ăn làm video cho anh em xem đấy, nó cũng vất vả lắm, mong anh em ủng hộ nhá. Ok thì clip hôm nay mình sẽ dừng tại đây nhá, và nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog để ủng hộ mình nhá. Chào. Chào. Video. Yeah. Rồi rồi đưa cái này là đưa cho chó nó ăn. Đấy. Ừ. Chó ăn không? Đấy. Nhờ khi đấy ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Đó, vứt đó cho nó ăn cá. Chó ăn cá rất là khỏe nha. Ăn đi nhìn gì. À cái xích chó này mà ai giặt đi mà không thả ra này. Không ăn. Ăn đi. Ăn đi, nhìn cái gì? Ta còn nhìn anh em ạ. Vậy, con mẹ. Teraphiweli, leva mau Teraphiweli. Xích chó mà không thả ra luôn. Lấy tay xích chó nó cắm Victory. Chết.